Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Lương Cán Bộ Công Chức. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin mức lương đại úy giữ chức vụ phó tiểu đoàn trưởng vào năm 2022. Để xác định được mức lương đại úy giữ chức vụ phó tiểu đoàn trưởng, chúng tôi căn cứ pháp lý. Thứ nhất là căn cứ vào luật số 72/14/2013 ngày 27 tháng 11 năm 2014 về sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Thứ hai là căn cứ vào nghị định số 34/2012 NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2012 về chế độ phụ cấp công vụ. Thứ ba là căn cứ vào nghị định số 204/2004 NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Thứ tư là căn cứ vào nghị định số 38/2019 NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Mức lương cơ sở đang áp dụng hiện nay là 1.490.000. Hệ số đại úy sĩ quan là 5,4. Phụ cấp chức vụ phó tiểu đoàn trưởng là 0,4. Mức lương hiện nay của đại úy giữ chức vụ phó tiểu đoàn trưởng là bao nhiêu? Chúng ta cùng qua bảng tính sau đây. Chúng ta cùng quan sát ở trên bảng tính hiện nay. Đại úy, chúng ta sẽ nhập hệ số đại úy là 5,4, phó tiểu đoàn trưởng là 0,4, phụ cấp chức vụ 0,4, chúng ta nhập 0,4, tiền ăn chúng ta chưa nhập. Chúng ta sẽ ra được mức lương đại úy giữ chức vụ phó tiểu đoàn trưởng hiện nay là 12.137.000. Đấy là tổng, chưa trừ tiền bảo hiểm. Nếu chúng ta đã trừ tiền bảo hiểm thì sẽ còn lại 11.363.000, trong đó là tiền bảo hiểm là 774.000 và tổng lương 12.137.000, thì trong đó lương chính là 8.046.000, phụ cấp chức vụ là 596, thâm niên là 1.037, đặc thù phần trăm công vụ lực lượng vũ trang là 2.160.000, khu vực là 298. Ở đây riêng về hệ số khu vực thì tùy từng địa phương, tôi lấy bình quân là 0,2. Ra được mức lương là 11.363.000. Đây là chưa trừ tiền ăn, chúng ta sẽ trừ tiền ăn. Tiếp theo những đồng chí ăn tại bếp 30 ngày sẽ là 1.950.000. Sau khi trừ tiền ăn đi sẽ còn lại là 9.413.000. Đây là lương của đại úy giữ chức vụ phó tiểu đoàn trưởng vào năm 2022 sau khi đã trừ tiền ăn là 9.413.000. Ngoài lương chính thì một số đơn vị còn có đặc thù là có thêm tiền đặc thù, độc hại, tiền ăn độc hại. Thì riêng nội dung này thì phụ thuộc từng ngành nghề nên chúng tôi không đưa vào bảng lương. Mức lương đại úy phó tiểu đoàn trưởng năm 2022 sau khi trừ tiền ăn là 9.413.000. 9.413.000. Đây là mức lương đại úy giữ chức vụ phó tiểu đoàn trưởng vào năm 2022 đã trừ tiền ăn 30 ngày. Rất cảm ơn quý vị và tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.